cho đến ngày 10 tháng 11 vừa qua, trên Facebook và website halo.vn đã diễn ra chương trình Live Facebook Trúng iPad Air, thì chương trình đã nhận được sự tham gia tích cực của hơn 6.500 khách hàng. Sau khi mà quay số ngẫu nhiên vào ngày 11 tháng 11, thì chúng ta đã chọn ra được vị khách hàng may mắn nhất trúng thưởng chiếc iPad Air. Vị khách hàng may mắn đó chính là anh Đặng Phạm Hoài Nam với mã dự thưởng là 1288-6138-3635-4951. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao giải cho anh Đặng Phạm Hoài Nam. Xin chào anh Hoài Nam ạ. Thì cũng Halo cũng xin chúc mừng anh đã là vị khán giả may mắn nhất trúng thưởng chương trình mà Live Facebook trúng iPad Air vừa qua. Thì anh có thể cho Halo cũng như là mọi người biết được là anh biết đến cái chương trình này từng Halo thì thông qua xin chào MC xin tất cả các bạn. Thì cái thông tin mà chương trình Live Facebook và share link trúng iPad này thì mình được thông qua diễn đàn công nghệ là tinh tế.vn. Thì xuất phát từ một topic của các khóa thì mình đã biết được chương trình này thông qua vậy. Thì anh có thể cho mọi người biết được là cái cảm giác của mình á khi mà anh nhận được cái thông tin mình là người trúng thưởng không? Thật ra thì mình rất là vui, nhưng mà nói chung ngoài vui ra thì mình bất ngờ lắm. Tại vì mình nghĩ đó là một cái phần thưởng như là quá may mắn, là số lượng người rất là nhiều mà lại trúng ngay mình. Chỉ có một giải thưởng duy nhất nên mình cũng rất là vui vì điều này. Thì anh có từng mua hàng tại Halo chưa anh? Về thiết bị mảng mà di động và máy tính bảng thì mình chưa từng mua Halo. Nhưng có những cái thiết bị game như là Xbox hoặc là PSP thì mình đã mua khá nhiều. Bằng chứng là mình đã xài có hai cái Xbox, một máy là cho mình và cái là cho đứa cháu của mình. Và đĩa game hay là cập nhật phần mềm thì mình hay sử dụng dịch vụ ở đây rất nhiều. Thì chương trình giống như là Halo cũng rất là cảm ơn anh đã ủng hộ cho Halo. Thì Halo hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Halo trong những cái chương trình khuyến mãi tiếp theo. Thì sau đây là sẽ có món quà dành cho anh. Xin chúc mừng anh ạ. Qua đây mình cũng xin cảm ơn shop Halo đã tài trợ chương trình Live Facebook và share link trúng iPad. Mình rất là thích những dịch vụ chăm sóc khách hàng và bán hàng tại đây của shop Halo. Bằng chứng là việc mình đã sử dụng qua các sản phẩm như máy chơi game Xbox và một số đĩa game ở đây. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được những sản phẩm ưng ý khi mà đến shop Halo. Chương trình cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Halo và cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Rồi mình xin cảm ơn.